Xin chào tất cả bạn đã quay trở lại với kênh xe máy review xe máy của mình nhé. Hôm nay mình đang có mẫu xe AB phiên bản 160cc, phiên bản mới nhất màu xanh xám đen 160 mẫu AB mới năm 2023. Mình sẽ quay review cận cảnh chi tiết về chiếc xe AB để cho tất cả các bạn cùng mình xem và chiêm ngưỡng, đánh giá qua về chiếc xe AB và cập nhật luôn cái giá bán trong tháng 7 này đối với mẫu xe AB phiên bản 160cc có trang bị phanh ABS các bạn nhá. Mẫu 160 rất là đẹp các bạn này. Anh em chiêm ngưỡng cùng mình với chiếc xe AB 160cc rất là hiện đại, mẫu xe mới ra mắt cách đây không lâu, vào chính thức mở bán vào ngày 31 tháng 5 năm 2022. Đấy, mới bán được có một tháng rồi các bạn ạ. Đây mới bắt đầu tháng 7 thôi. Hôm nay thông qua kênh xe máy review của mình thì mình sẽ cập nhật chi tiết cho các bạn luôn, đánh giá đối với dòng xe này. Đầu tiên mà kể đến với thiết kế của xe thì khá ấn tượng với thiết kế cái màu chắn gió không giống như 125. Cái màu chắn gió là nhìn nó thể thao và dài hơn khá là nhiều so với cái mẫu xe khác. Dưới phần mặt nạ này thì thiết kế của AB nó sẽ là đồng màu luôn với màu của xe. Trước đây cái bình ắc quy được đặt ở phía trước mặt nạ nhưng mà bây giờ nó không đặt ở đây mà dành riêng cho cụm phanh ABS các bạn nhé, cụm phanh chống bóp cứng. Với form thiết kế của 160 và 150 thì mình thấy là nó thương đồng cái form thiết kế giống nhau. Về cái dải đèn định vị của xe thì các bạn có thể nhìn thấy đây là dải đèn định vị. Xe thì có dải đèn định vị rất là nổi bật, không trộn lẫn vào đâu được. Đối với tất cả các dòng xe, khi các bạn lưu thông trên đường thì các bạn dễ nhận biết đây là dòng xe AB với biểu tượng hình tia sét. Dưới này thì cụm đèn pha của xe khá là sáng, đèn pha của xe thì rất là to này. Đấy, đèn pha của xe rất là to, rất là sáng các bạn nha. Các bạn đi ban đêm thì các bạn sẽ nhìn thấy là độ ánh sáng cho ra rất là tốt. Dòng xe này thì có hai cặp giảm sóc của AB thì mình thấy là nó không được to cho lắm, nó rất là nhỏ, cảm giác nó rất là yếu ớt, nhưng mà thực sự thì đi nó cũng đang rất là chắc chắn. Mình nhìn so với các dòng xe khác thì giảm sóc nó lớn hơn, riêng AB giảm sóc nó nhỏ hơn một chút. Với nhãn năng lượng thì tất cả các dòng xe Honda bây giờ đều được dán nhãn năng lượng hết các bạn nha. Trên cái rè nằm bên cánh trái này, các bạn có nhìn thấy này, đây mức tiêu hao là 2,30 lít trên 100 cây. Với dung tích xi lanh thực là 156,9 cm khối các bạn nha. Dung tích xi lanh này thì nó cũng bằng dung tích xi lanh của thằng SH150 thôi. Nhưng mà mức tiêu hao của AB lại lớn hơn so với SH150. SH150 là 2,24 và đây là 2,30. AB nó tiêu tốn hơn mà trong khi đó trọng lượng của AB nó lại nhẹ hơn. Lốp xe của AB sử dụng là lốp xe không xăm nhá, lốp liền các bạn nhá, không xăm. Đấy. Con này với thông số lốp là 90/80-14. Đấy, MCB. Đấy, con này thì xe mới về thôi. Con này mình coi tuần sản xuất của nó là tuần bao nhiêu này. Đây các bạn này, tuần sản xuất của nó là tuần 20. Đấy, tuần sản xuất lốp là tuần 20 năm 2022. Đây các bạn này. Đây có tuần sản xuất nha. Khung sườn của con này là năm nay là khung sườn dạng bóng treo. Với thiết kế cửa gió này nó làm mát nhưng mà nhược điểm mà đi nó dễ bị mọt khung lắm. Với cụm phanh ABS các bạn này, đánh giá thì cụm phanh ABS này nay Honda đã tối ưu tốt hơn rất là nhiều so với ABS trước đây. Đây là cụm phanh ABS. Đây, Honda tối ưu luôn trên một đĩa luôn. Trước đây thì cái đĩa xung thì nó tách biệt, nhưng bây giờ đĩa xung thì nó làm liền luôn trên cái má phanh luôn cho xe, nó tiện hơn, cách giảm chi phí cho Honda nhiều hơn các bạn nhá. Đấy, nó an toàn hơn, với heo dầu là một piston thôi. Nhìn cánh diếm bên trái và bên phải thì ta sẽ thấy có dòng chữ là 160. Đấy, dán ngay đây rất là to, dễ nhận biết đây là phân khối bao nhiêu. Dưới này thì con này 160 thì nó không có tem. Đấy, nó không có tem như 125. Có thêm cái dòng chữ AB đóng mác AB nổi, rất là đẹp. Đây, đóng chữ AB nổi nha.
dưới này các bạn nhìn thấy này, kể cả dòng chữ A Blade cũng là dòng chữ nổi luôn, 3D rất là đẹp. Con này thì nhiều bạn đang thắc mắc là không biết cái gác lắp như thế nào. Thì mẫu xe này người ta sẽ có gác, một là lắp nối vào yên bản lề yên đây, hai là bắc và nối vào đinh ốc đây. Người ta sẽ làm cái bát chữ L nối vào đây, nối vào đinh ốc đây để bắt cho xe, giữ giá xe cho AB. Thì bây giờ trên thị trường cũng có rất là nhiều bộ phụ kiện dành cho AB rồi, đã lắp rồi. Chỗ này nhiều bạn cũng đang thắc mắc hỏi mình là chỗ này để làm gì, chỗ này để tháo và kiểm tra buji, thay buji. Đấy, đối với cái chỗ này, phần dưới này thì chúng ta sẽ thấy phần động cơ. Động cơ của xe được trang bị cái động cơ EFP Plus cộng. Đây là phần máy này. Cái động cơ này thì động cơ mới của AB thôi, chứ nó cũng ra đời rất là lâu đối với dòng xe SH rồi. Từ cuối năm 2019 đầu 2020 thì SH đã chính thức ra mắt động cơ EFP cộng rồi. Động cơ 4 van. Động cơ 4 van này thì cho máy nó khỏe hơn các bạn ạ. Nhưng mà đổi lại là nó tiêu tốn năng lượng hơn rất là nhiều. Với hai là sở hữu dây đai hai mặt và tăng can thủy lực. Cái dây đai hai mặt thì nó có một cái ưu điểm, một cái nhược điểm. Đấy, độ bám tốt, nhưng mà nhược điểm của nó là nó tạo tiếng gào của tiếng gió. Đối với dây đai hai mặt nó gào vòng láp rất là kêu hơn cái dòng xe trước. Đấy. Đổi lại thì máy bốc hơn. Cái con này thì nó sử dụng cái khung sườn bóng keo thế hệ mới, nó tối ưu để lắp vừa cái động cơ và nâng khoảng trống gầm xe lên. Trước đây thì mẫu xe AB khoảng trống gầm xe của nó là 125 mm, thì bây giờ nó là 141 mm, tăng 16 mm, nâng cái khoảng gầm của xe nó cao lên rất là đáng kể cho xe các bạn ạ, nó thoáng xe hơn. Trong khi đó thì nó tối ưu cốp cũng được mở rộng lên khá là nhiều. Cốp của xe thì được mở rộng lên đấy, rất là nhiều, lên đến 0,5 lít so với bản trước. Bây giờ dung tích thực của nó là 23,2 lít, trước đây nó chỉ là 22,7. Có trang bị thêm cái cổng sạc USB 2.1A. Đây, từ 125 bây giờ cũng có, mà 150 cũng có. Trước đây mẫu 150 Honda trang bị cái tẩu sạc ô tô rất là bất tiện, chả ai dùng đến. Thì nay trang bị USB-A thì nó đỡ hơn, nhiều người sẽ sử dụng hơn. Bên này là chỗ để bình ắc quy. Đây, bình ắc quy được đặt ngay đây luôn các bạn ơi, rất là tiện luôn ạ. Đấy, bình ắc quy được đặt ngay đây, rất là tiện nhá. Mình sẽ xem cái mặt đồng hồ của xe một chút nhá. Mình sẽ lắp vào các bạn này, đây ắc quy này, đây lắp vào nhá. Đấy, lắp vào thì cho bạn xem qua cái mặt đồng hồ của AB một chút. Đây AB đây, mặt đồng hồ đây. Mặt đồng hồ rất là hiện đại nhá. Có ABS này, có hiển thị này, pha gần pha xa này, đấy đầy đủ cho mọi người này. Báo giờ này, số km quãng đường đi được này, vòng tua máy này, đấy rất là nhiều cho các bạn tham khảo. Báo xăng này, rất là hiện đại nhá. Hai phím bấm hai bên này điều chỉnh này, đấy cho xe rất là hiện đại cho xe luôn rồi. Đuôi đèn này, đuôi đèn thì chữ X rất là đẹp, đuôi đèn này biểu tượng chữ X rất là đẹp, khi ta bóp phanh thì đèn sáng rất là đẹp nhá. Đối với phần đuôi đèn này, cái phần đít cũng rất là ấn tượng các bạn này. Phần đít thì chiếc xe phần đít lắp biển đó, đuôi đó, chắn bùn sau, thiết kế mới với thêm cái phần dọi biển rất là tách biệt. Năm nay thì cảm giác nó thể thao hơn khá là nhiều. Giảm sóc của con này hơi bé các bạn ạ. Giảm sóc con này nó thay đổi so với 150, nó hơi bé, hai giảm sóc hơi bé một chút. Bô thì rất là to và ấn tượng. Bô này rất là bầu dục, thiết kế bô mới luôn, hoàn toàn luôn. Đây, phần quạt tản nhiệt vẫn vậy. Chỗ này là chỗ mình xem rất là mát nhá. Đấy, đánh giá chung về chiếc xe đấy thì mình thấy là xe AB rất là ấn tượng đối với mẫu AB 160cc các bạn ạ, khá là đẹp. Thì các bạn, những bạn nam có nhu cầu mua cái dòng xe này thì có thể ghé qua bên đại lý để sở hữu ngay cái mẫu xe AB 160cc.
Mẫu này thì hiện tại bên khu vực đại lý Honda bên Đức Anh Minh Minh á thì đang cập nhật và bán ra với mức giá cũng đang rất là hợp lý. Thì dao động trong khoảng mẫu này mình đang bán dao động trong khoảng 59 triệu đồng. Hiện tại đang mỗi khi đang bán 58 thì hôm nay giá nó cũng đã lên đến 59 rồi. Đấy, 59 triệu chưa giấy anh em ạ. Còn anh em làm đăng ký nhá. Đăng ký thì anh em ở huyện thì đăng ký tầm khoảng 1,2 triệu đến 1,5 triệu tiền đăng ký ở huyện. Còn khu vực thị xã là 2,1 triệu đến 2,2 triệu tiền đăng ký khu vực thị xã. Còn khu vực thành phố thì anh em làm đăng ký tầm khoảng 4,5 triệu tiền đăng ký ở khu vực thành phố đối với mẫu AB này. Đó là cái bảng phí, biết cái chi phí đối với cái mẫu xe này làm đăng ký hết bao nhiêu nha. Đấy, hẹn gặp tất cả anh em ở những video mới và tiếp theo mình. Đừng quên nhấn chuông theo dõi và like cho mình một like để mình ra những video mới.